tiêm cái mồ hôi á, thì tôi muốn giải thích mọi người nghe này. Thì cái mồ hôi tay á, và mồ hôi chân á, thì là do cái mất cân bằng của hệ thống thần kinh thực vật. Hệ Việt Nam á, thì gọi là hệ thống thần kinh thực vật, nhưng mà thiệt ra là hệ thống thần kinh mà automatic á. Thì nó gồm có hai cái hệ thống, gọi là hệ thống, một cái là giao cảm và một cái đối giao cảm. Thì bây giờ mất cân bằng là cái giao cảm nó hoạt động nhiều hơn, thì cái giao cảm á, mà khi nó hoạt động nhiều hơn nó sẽ làm cho cái người này á, là ra mồ hôi tay và mồ hôi chân. Cho nên á, là cái phương pháp điều trị về thần kinh á, thì là người ta thấy là điều trị không hữu hiệu rồi. Thì sau đó là bác sĩ á, mới nghĩ tới cái chuyện là cắt hạch giao cảm. Bởi vì á, những hạch giao cảm nó nằm rải rác trên cơ thể mình, nó chi phối toàn bộ cơ thể mình. Thì trong cái hạch giao cảm á, thì người ta mới mổ, nhưng mà không phải là không có tử vong. Tức là nhiều trường hợp, như là tôi nhớ một cái năm mà tôi còn học ở bệnh viện Bình Dân á, có một bác sĩ mà đổ ra mồ hôi tay, thì cũng muốn là mổ cho tốt á, thì mọi người mới đề nghị là thôi mổ hạch giao cảm đi. Sau khi mổ thì này tử vong luôn trên cái bàn mổ, bởi vì cái hạch giao cảm là không có đơn giản được. Cái thứ hai nữa đó là người ta, cái phương pháp mới nhất là ta đốt cái hạch giao cảm, thì ta mổ nội soi thôi, nhẹ nhàng, không có mở rộng ra để mà làm. Nhưng mà thực ra mà nói, ngay bản thân tôi thì tôi cũng không biết rằng là sau khi hạch giao cảm nó bị chết đi thì nó có làm cái gì tổn hại vô thể hay không. Bởi hai cái hạch giao cảm là một cái rất là sân xịp này. Thì ví dụ như là mình mà nóng á, mà ra mồ hôi, thì ta nói do hạch giao cảm nó làm cho ra mồ hôi để nó điều chỉnh lại cái thân nhiệt cơ thể mình. Nếu mà cái đó là bị đốt rồi, không biết nó có chuyện gì xảy ra không? Thì cái phương pháp trị liệu của mình á, là phương pháp bây giờ này là ra mồ hôi tay và mồ hôi chân, thì tôi sẽ làm cho cái mồ hôi tay mồ hôi chân cái này câm lại. Thì bằng cách nào? Tức là tôi dùng cái đá mà bỏ trong ngăn lạnh, và cái ngăn lạnh này dưới điều kiện là gì? Tức là phải âm từ 5 tới 15 độ C, và tôi đặt ngay cái điểm đó thì mồ hôi nó không ra nữa. Nhưng mà cái điều quan trọng là gì? Là nó chỉ lưu giữ trong cái kết quả ngăn lạnh nó chỉ chừng 3 tới 4 giờ hồ thôi, thì nó lại tiếp tục ra mồ hôi nữa. Thì cái ý của mình là làm vậy chi? Làm vậy á, là bởi vì giống như cái giao cảm là cường, tức là nó hưng phấn, còn cái đối giao cảm là ức chế. Thì nó kia á, mà mình dùng cái hưng phấn lên á, thì mình bây giờ mình dùng cái lạnh để ức chế lại nó, và khi ức chế thì nó không ra nữa. Thì mình làm một lần, mình làm hai lần, mình làm ba lần và làm nhiều lần. Và mình làm nhiều lần như vậy á, thì nó sẽ làm cho cái hệ thống, cái thần kinh giao cảm nó đến một lúc nào đó tự động nó cân bằng thì nó không ra nữa. Ok, rồi nó ngăn lạnh rồi mình lấy cái đồ gối bằng đồ ăn á, bằng cái ni lông trắng á, mình bọc nó lại. Tại vì sao? Tại vì khi lạnh quá mình đặt vô đây nè, nó dính chặt vào da và nó gây bỏng. Và nếu như mình để cái bịch ni lông mình bao cái đó lại đó thì nó lạnh nhưng mà nó không gây bỏng, được chưa? Ok, thầy phải ngồi ở đây thì mới nhìn thấy. Rồi bây giờ này nha, thường thường cái hạch giao cảm á là cái núm vuông á mà đo lên ba ngón tay, thì cái hạch giao cảm nằm đây nè. Nhưng mà nói thì nói mình không sai, đây mình đặt cái này á, khi mình đặt cái này lên á thì không có trên tay nặng nữa, tay nặng đúng rồi, thấy không? Thì mình đặt cái lên cái, mình đặt cái lên cái, và cái mồ hôi tay mình chi phối cái tay này để hạch giao cảm nó nằm nằm không lại đây, hay là đâu là ngang nách. Thành ra là mình á là đặt một cái đây, mình đặt cái nách vô, mình đặt cái này, mình lỡ vô cái bùi lên nè. Thế nên mình đặt vô trong cái nách á là một cái này một cái, đây cái, ở nách cái. Nhưng mà thí dụ mình có hai cái trong ngăn lạnh thì mình chỉ cần hai cái này trước, rồi chút xíu á mình bỏ hai cục, mình để hai nách nữa. Ok, đây là cái nếp của cái hậu môn ha. Thì cái điểm này ha, thì cái hệ thống thần kinh giao cảm á, nó chi phối hai chân này á, là nó nằm ở khu vực này, hiểu không? Thành ra là mình làm lạnh á, mình đặt ở đây là ở này xong này, mình kéo quần lên coi như dính như này thì nó sẽ làm cho mồ hôi chân không ra nữa. Và mọi người để ý á, là mấy cái trường hợp á, người ta mổ mà gây tê mà cục bộ á, tức là gây tê hai chân này đó, người ta chích thuốc tê vô cái cột sống này, này thì gây tê hết cái này.
Và những cái trường hợp mà mình thấy tai nạn mà xảy ra đó, mà nó nói tổn thương cái cột sống này á, thì người đó bị liệt luôn hai cái chân. Và khi liệt hai chân á, thì người ta mới hỏi cái liệt này có thể phục hồi được hay không. Thì mình hỏi bằng cách đi tiểu có chủ động được không, đi cầu có chủ động được không. Và nếu mà đi tiểu và đi cầu không chủ động được á, thì mình khó chữa. Nhưng mà ví dụ nó liệt hai chân mà nó nói không, tôi bị liệt cái này nhưng mà tôi vẫn đi tiểu, muốn đi tiểu đi tiểu, muốn đi cầu đi cầu, thì mình nói khả năng phục hồi của mình có thể chữa được, hiểu không? Rồi xong rồi. Viện nghiên cứu và ứng dụng bấm huyệt thập chỉ liên tâm. Địa chỉ liên hệ: Hà Nội, số 67 Bà Triệu, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm năng lượng cảm xạ. Điện thoại 0913 590 502, 093 6550 900. Thành phố Hồ Chí Minh, số 4/1/1 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình. Điện thoại 0983 792206, 0918 133635. Chi tiết trên website www.thapchiliantam.vn.